Quỳnh Nga lên tiếng xin lỗi sau khi kêu gọi fan chuyển tiền. Dòng trạng thái kêu gọi bình chọn của diễn viên Quỳnh Nga tại Chị Đạp Đạp Gió Rẽ Sóng gây nhiều tranh cãi. Diễn viên Quỳnh Nga hiện đang tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô là thành viên của đội Trang Pháp. Mặc dù chưa thực sự nổi bật trong chương trình, nhưng Quỳnh Nga rất tích cực tập luyện, chia sẻ những thông tin liên quan đến chương trình. Trước phần thi công diễn, nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái kêu gọi khán giả ủng hộ mình bằng cách bình chọn để các chị đẹp được hồi sinh. Chương trình đang diễn ra hết sức sôi động và 29 chị đẹp còn lại cũng đang kêu gọi mọi người bình chọn mạnh mẽ. Em cũng muốn kêu gọi các anh chị em, chương trình có hạng mục vote bình chọn hồi sinh dành cho cả 30 chị đẹp. Đáng nói hơn, Quỳnh Nga còn công khai số tài khoản cá nhân và đề nghị khán giả chuyển tiền để chuyển thành vote. Vote hơi loằng ngoằng, mua sim mới rồi kích hoạt nên hơi mất thời gian của mọi người. Không đơn giản chỉ là tin nhắn bình chọn, các bạn fan yêu quý của em cũng đang bình chọn cho em rồi. Cơ mà em vẫn mong muốn các anh chị ủng hộ bình chọn cho em 10.000 đồng, 20.000 đồng, em xin nhận hết. Em sẽ nhờ các bạn fan hoán đổi thành vote và bình chọn cho em hết. Mọi người ủng hộ thì chuyển khoản vào tài khoản của em luôn nhé. Việc Quỳnh Nga đăng hẳn số tài khoản ngân hàng và kêu gọi mọi người chuyển khoản đã gây tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng đây là hành động phản cảm. Nhiều người nghi ngờ về số tiền liệu có được thực sự sử dụng đúng mục đích. Trước câu hỏi này, nữ diễn viên phản bác, bạn bè tôi không lo thì thôi, bạn lo làm gì? Cũng là bình chọn cho bản thân tôi được thêm tiền cũng không giàu hơn được. Hơn hết, nhiều bạn bè muốn ủng hộ mà không biết vote kiểu gì nên mình thay mặt họ. Quan trọng là tôi xin ai yêu thương và ai là anh chị em, bạn bè ủng hộ. Tuy nhiên, trước những phản ứng khá gay gắt từ dư luận, sau đó Quỳnh Nga đã sửa lại đoạn thông báo, kèm theo đó giới thiệu người đại diện FC để mọi người có thể liên hệ đăng ký mua sim bình chọn. Cô lên tiếng giải thích đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả. Việc kêu gọi bình chọn cho tôi trong chương trình và cũng có nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ. Tôi xin phép đăng cách thức bình chọn lại và không kêu gọi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân nữa, tránh bị hiểu sai mục đích. Rất xin lỗi mọi người nếu hành động kêu gọi của tôi khiến một số người hiểu lầm về mong muốn của mình. Mong mọi người vẫn ủng hộ tôi và chương trình. Chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng quy tụ 30 nữ nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh, Lệ Quyên, Đoan Trang, Lưu Hương Giang, Thanh Ngọc, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Bảo Anh, vân vân. Chương trình gồm 15 tập được Việt hóa từ Đạp Gió, show truyền hình ăn khách hàng đầu Trung Quốc dành cho những nghệ sĩ trên 30 tuổi. Chương trình có 5 đêm công diễn, 1 đêm chung kết và 1 đêm thành đoàn chọn 7 người chiến thắng. Ở mỗi buổi công diễn, khán giả sẽ bầu chọn trực tiếp và công khai số phiếu để tìm ra nhóm nhạc an toàn đi tiếp vào vòng sau. Thành viên của nhóm nguy hiểm sẽ đứng trước nguy cơ tạm rời khỏi chương trình nếu số phiếu bầu chọn thấp nhất. Sau cả 5 đêm công diễn, 1 đêm chung kết và 1 đêm thành đoàn, chương trình sẽ tìm ra được 7 chị đẹp xuất sắc nhất dựa vào bình chọn của khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.